Hello, tao chào hảo, xin chào các bạn. Chúng ta đang tìm hiểu series tiếng Trung cấp tốc 2021. Hôm trước chúng ta đã tìm hiểu những cụm từ về hỏi đường phổ biến. Hôm nay chúng ta sẽ sang một chủ đề nhỏ cũng liên quan đến việc hỏi đường. Đó chính là chúng ta muốn hỏi về các phương tiện giao thông hoặc là quá trình chúng ta mua vé di chuyển trên đường. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu những cụm từ trong bài ngày hôm nay. Y chang tạo bảy trinh piao y chang tạo bảy chinh tập piao. chúng ta phân tích một chút nhé. y chang piao. piao là vé. y chang piao là một tấm vé. lượng từ của vé là chang y chang piao. nó. và chúng ta muốn nói là vé đi đâu thì chúng ta sẽ dùng y chang tạo bảy chinh tập piao. một tấm vé đến bắc kinh. y chang tạo thái bảy tập piao. một tấm vé đến đài bắc. Y chang tao cao súng tập pheo, một tấm vé đến đến cao hùng. Thì dĩ nhiên thì trong giao tiếp thực tế các bạn có thể không nói được một cụm câu dài như thế này thì các bạn có thể chia nhỏ ra. Ví dụ các bạn cần nói là y trang pheo, sau đó tạo bảy chính y chang pheo, tạo thái bảy y trang pheo, tạo cao súng. chưa đang chiêu khởi à? trang pèo, trang pèo, trang pheo là hai vé, lượng từ của theo của vé là trăng và khi đứng trước số 2 mà khi đứng trước lượng từ ấy, thì chúng ta không nói là ờ chúng ta không nói là ờ mà chúng ta sẽ nói là lẻng. Lẻng trang theo san trăng pèo à, Sự trang theo nó ba tầm vé bốn tầm vé thì tùy các bạn lái hối lái hối hối là hồi là quay lại như vậy là lái hối có nghĩa là vé khứ hồi à, khứ hồi hoặc là tan chấn tan chấn tan chấn là một chiều tan chấn tan là đơn nó ở trong từ tan tẹo đơn điệu đó tan chấn là một chiều chi trắng, chi trắng, chi trắng là sân bay chúng ta có từ phi chi phi chi phi chi là máy bay như vậy là chi chẳng là là sân bay. <laughs> hồ chưa chặn, hồ chưa chặn, hồ chưa, hồ là hỏa, chưa là xe, hồ chưa, hỏa xa, nghĩa là tàu hỏa là xe lửa. Chặn, chặn là bến xe, là là ga, như vậy là hồ chưa chặn, nghĩa là ga xe lửa. Tương tự chúng ta có tì thịa chặn, Tì thịa chặn, Tì thịa chặn, nghĩa là ga tàu điện ngầm đi thịa là tàu điện ngầm. Công treo chưa chẳng, công treo chưa chẳng, công treo chưa là xe buýt, xe công cộng. Chúng ta có thể dùng, các bạn có thể nói tắt là công chưa cũng được, công chưa hoặc là công công chi chưa cũng được. Hoặc là công treo chưa, là công treo chưa là xe, xe buýt, như vậy là công treo chưa chẳng, nghĩa là bến xe buýt, chạm xe buýt chu chu chưa chu chu chưa chu chu chưa là xe taxi ngoài ra thì s sẽ giới thiệu cho các bạn một số một số vùng một số nơi sử dụng tiếng trung nhưng mà cách người ta gọi xe taxi lại là khác nhau ví dụ chúng ta vừa học cái từ là chu chu chưa đúng không ạ thì ở trung quốc đại lục trung quốc đại lục thì sẽ sử dụng từ chu chu chưa như ở đài loan ở đài loan thì sẽ sử dụng từ chi chẳng chơ, đó, hoặc là các bạn có thể sử dụng một từ ngắn gọn hơn mà dễ nhớ hơn, người ta cũng hay có thể gọi là xẻo hoáng, uh, xẻo hoáng, bởi vì là các xe taxi ở Đài Loan thì đều có màu, 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 vàng, cho nên là sẽ gọi là xẻo hoáng, xẻo hoáng, còn tên phổ biến hơn là chi trưa còn ở Siang Cảng, Hồng Kông, Ao Mấn, thì sẽ sử dụng cái từ khác đó là tí sự tí sự tí sự nó là taxi tí sự còn ở Singapore và Malaysia Singapore và Malaysia thì sẽ sử dụng từ tứa sự tứa sự như vậy là cái từ taxi này có khá là nhiều cách để gọi các bạn có hai từ các bạn cần phải nhớ bị được phổ biến hơn đó chính là chu chu chưa ở Trung Quốc và chi chấn chưa ở Đài Loan thì đây, thì đây là hai cái tên mà các bạn lưu ý hơn một chút khi các bạn muốn gọi xe taxi thì các bạn có thể dùng chữ tả à, tả chu chu chưa tả chỉ chứng chưa tả xẻo hoáng hoặc có thể gọi là có một vùng nơi sẽ gọi là tả ti à, tả ti như vậy là chúng ta đã tìm hiểu những từ liên quan đến việc di chuyển trên đường cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chúng ta gặp nhau ở video tiếp theo xin chào tất cả